mẹo vặt chữa bệnh không cần dùng thuốc, anh chị đã biết chưa? Một, nếu mà bị say xe thì hãy dùng 4 ngón tay nắm chặt ngón tay cái của bàn tay kia, triệu chứng buồn nôn của anh chị sẽ hết ngay lập tức. Hai là nếu mà bị ngứa cổ thì hãy dùng tay gãi xung quanh vành tai anh chị nhé. Ba là nếu mà bị tê tay thì hãy lắc đầu qua lại vài cái, chúng ta sẽ thấy đỡ. Bốn là khi mà bị đau bụng kinh ấy, thì chúng ta hãy dùng ngón tay trỏ vuốt dọc môi trên khu vực huyệt nhân trung vài cái sẽ đỡ. Năm là khi mà chúng ta buồn ngủ ấy, thì chúng ta hãy hít một hơi thật là sâu rồi thở ra thì anh chị sẽ hết buồn ngủ ngay lập tức. Sáu là khi mà bị nhức mỏi cánh tay ấy, thì chúng ta hãy dùng đầu ngón tay trỏ gõ lên đầu chân mày 10 cái cùng bên với tay bị đau, anh chị sẽ hết đau tay nhé. Thứ bảy là nếu mà chúng ta bị bí tiểu thì chúng ta hãy dùng ngón tay cái giữ cằm, ngón trỏ vuốt cằm vài cái thì anh chị sẽ hết bí tiểu. Thứ tám là nếu mà chúng ta bị nhức đầu thì chúng ta hãy ngâm tay chân vào thau nước lạnh, sau đó liên tục xòe và nắm các con tay, cơn nhức đầu sẽ hết ngay lập tức. Nếu thấy video này hay và hữu ích thì hãy chia sẻ cho nhiều người biết đến cái mẹo kỳ hay này để cùng áp dụng anh chị nhé. Lương Thị Trang cùng bạn chăm sóc và bảo vệ sức khỏe mỗi ngày.